với kênh Mai Vàng Hôn Nghị của mình. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn anh em cách mà sửa tàn cơ bản anh em trên cây mai con á. Tại thường là cây mai con này nó nếu mà nó thiếu tàn như thế này anh em để tàn thông á thì nó lép mép bên đây, và mình sẽ hướng dẫn anh em cách để sửa bằng băng keo này anh em cho cây đỡ mất sức á. Đó. Hồi nãy á, đáng lý ra là nãy là mình cũng có quay clip từ đầu tới cuối luôn á, nhưng mà do mưa á anh em, mới vừa quay từng đoạn cái mưa cái nó mắc chạy vô nó anh em đó. Thôi mình sẽ làm từ nửa cây ở trên đây, cũng không có gì hết nha anh em. Cây này thì nó dài quá mắc này. Cái cây trên đây á, thường á cái cây là mình làm sao cho cái cọng dây nó sẽ cứng hơn cái cây anh em, đặng mình bẻ cho dễ anh em. Như cái nhánh này nè, nhánh này thì mình đã bẻ khúc này nó ok, còn khúc này cái cọng nhánh nó bự quá, cái cọng dây nó nhỏ nè, đưa vô bẻ nó cũng không ngon, nhưng thế này là tứ diện nó cũng đều rồi, chú ý bẻ cho đều tàn là được rồi. Mình sẽ đưa mình làm sao là mình quấn từ cái nhánh trước anh em. Thì cái những bước này là bước cơ bản nên anh em mới chơi á, chứ những người mà chơi lâu thì mình không dám nói, tại họ quá họ cao tay lắm, còn mình là dạng mới chơi. Mục đích của mình làm như thế này anh em, tại anh em cái nguyên nhân của mình là hướng dẫn anh em cách bó băng keo á, để cho đừng có bị khi mà anh em có để lâu á, anh em mà có đi làm lâu vào đi làm xa này nọ anh em, vào thời gian anh em mà quên tháo dây á, nếu mà anh em quấn dây trực tiếp vô cái thân á, theo mình nghĩ là chắc chắn là anh em để lâu là chắc chắn nó sẽ bóp vô thân, và anh em tháo ra khi tháo á dễ chạy dễ gãy nữa. Và những anh em mới biết chơi á, nhưng mà khi quấn trực tiếp vô thân á, như mình cái lúc mà mình mới biết chơi tầm khoảng mấy năm trước á, có một cây ở ngoài kìa, mình quấn vô hình nói chung là ba năm mình chưa bằng một cây một năm của người ta nữa anh em. Nên hiện tại bây giờ mình đã học hỏi được cái kinh nghiệm này, nên mình đã tiến hành là xử lý theo kiểu này, nên nó nói chung là rất ok. Anh em quấn làm sao á, quấn cho nó chặt nha anh em, đừng có cho nó lỏng ra, nếu mà lỏng ra dễ nguy hiểm tới cây lắm. Đáng lẽ là nhánh này bẻ ha, hai cọng nha anh em, xíu nữa mình sẽ cọc thêm một cọng nữa. Cái này thì theo mình nghĩ là mình sẽ làm, đáng lẽ hồi nãy là nó nụ nè anh em, thấy nụ kim nhóc mà mình lặt lá lặt bỏ hết cải đó đi. Tết này thì cái này chơi tàn cũng được, để năm sau chơi bông. Cây này như qua thì mình không có chưa nhớ mấy cánh nữa, nói chung là từ 5 đến 12 á. Khi mà mình thì thấy thường là ở vườn thì có mày dảo với mày thường, nhưng nó để một thời gian lâu á nó cũng lai chân anh em. Qua thì lúc đầu thì mình thấy 5 cánh, có khi lên 10 cánh, có khi xuống về 8 cánh, 7 cánh, 6 cánh đó, rồi mình cũng không, nói chung là mình không nhớ rõ nữa tại nó bị lai á. Còn lý cái nhánh này nè thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. À, đáng lý ra là anh em phải bẻ làm sao á, anh em bẻ cho nó chặn cái nhánh này nè anh em, đừng cho nó động qua tới nhánh này, khi mà anh em động á thì nó sẽ dễ hư lắm. Nói chung là mình khi mà mình bẻ cái mấy cái tàn này nè anh em lưu ý là mà cái khi mà mình có bẻ là kêu cớp hoặc gãy lỡ gãy luôn anh em, thì anh em cũng đừng có lo gì hết á, anh em cứ lấy băng keo quấn lại. Ví dụ như nãy cái nhánh ở đây nè, nó tét trong chỗ này nè, mình đã lấy băng keo quấn lại một thời gian sau ra lạnh luôn, cái nó u ra một cục, như nó u ra một cục anh em. Khi anh em trong sóc mà phân thuốc đầy đủ á, nếu không đầy đủ thì bị dễ bệnh, nó bị nấm hồng, nhưng mà khi có băng keo thì nó không bị nha anh em. Khi mình quấn trực tiếp mình bẻ nó gãy dễ bị nấm hồng lắm, còn như thằng dây này á, dây không này thì nó không có bị được, tại có thằng băng keo che lại cũng không bị nổi đâu. Dây này thì có thể là mình sẽ giao lưu với anh em, hoặc là để đây để nuôi năm sau giao lưu với anh em sau cũng không sao, cũng không muộn, tại mai mỗi năm thì giá đó cái chị nó mỗi tăng á, mình cũng không nhất thiết phải là giao lưu liền với anh em nữa. Cặp thêm cọng dây rồi, có nhánh này nó hơi bự đó anh em, cặp thêm cọng dây nó cứng, như là anh em quấn xa xa như thế này nè anh em, chứ đừng có quấn mà liền, nếu anh em quấn liền nó cũng ok đó. Nhưng cái vấn đề quấn liền á, nói chung là không phải là mình nói gì, tại do nó tốn kém anh em. Tính ra cùng băng keo này cũng 10.000 ngày. Khi mà anh em quấn theo kiểu mà một cây này thì không nói gì đi, một cây thì một cồn thì có 10.000 tính không nhiêu, nhưng anh em mà 10 cây, 50 cây, 100 cây, 1.000 cây như mình đây thì anh em sẽ thấy
Và cái số lượng nó khi mà nó nhiều là anh em biết à. Nói chung là mình cũng không tiếc gì mấy cái này, nhưng á về cái số lượng á, cái cây này ví dụ như tầm hiện tại dây nhôm của mình thì giá nó vài chục ngàn này. Nói chung là mình hôm trước mình mua cũng mấy chục ngàn á, cả trăm ngàn luôn rồi. Trước dịch thì mua có 65 ngàn đến 60 đến 65 ngàn à, còn hiện tại gần cách gần 100 luôn rồi đó, lên 90 chín mấy ngàn à. Nói chung là một cây thường là bịch một cây như thế này á, mình uống là tầm 300 gram đến nửa ký dây á anh em, tại dây này dây bự, nhánh này cũng không nhỏ này, nên uống anh ví dụ như ký 90 ngàn đi 100 gram thì sẽ 9 ngàn, 9 ngàn thì nó nằm ở 300 gram đến 500 gram, tính là 400 gram nằm ở giữa đi. Có cây thì có ký là cả ký luôn á, cây nào nhanh tàn nhiều á, ví dụ như cây này nè anh em, nó tàn thông một cốt, tàn thông gót luôn nha anh em, đẹp lên từ dưới trên luôn đó. Cây đó mình sẽ đã thành công rồi, ok rồi. Còn cây này nè, nó quay lại cây này đi, cây này là mình đang sửa tàn thông ra, ra như cây đó nè. Cái này mình đã kẹp hai cây nè, cái cọng này dư nè, mình đẻ lên. Khi mà nói chung là mình tiến hành mình buộc, thường là mình buộc xong á mình phải bẻ anh em, tại mình bẻ trước buộc sau thì nó hơi xấu cây, không phải nó không phải là xấu cây gì, bẻ trước buộc sau á nó dễ nó dễ làm cái nhánh ở dưới mình yếu yếu ha, nó dễ làm gãy cây nhánh dưới đó anh em, nhưng tại anh em mình mới biết chơi á sẽ nói chung là khó khăn vấn đề đó lắm. Nói chung là anh em mà mới biết chơi á thì sửa nên sửa bằng quấn băng keo nha anh em, không mình nếu mình không có thời gian tháo bỏ luôn cũng được, nữa thời gian khi mà nhánh cây mình nó đủ sức nó lớn là đẩy luôn cái băng keo qua luôn, tại băng keo nằm ngoài nắng mưa này nè, từ từ là nó sẽ hết keo à, nó văng ra, nên anh em cũng không cần thiết phải lo lắng về vấn đề này. Là anh em ơi, khi mà vẽ phải đưa cho sát sát nhánh vô nha anh em. Nói chung thì cái thằng khi mình nếu mình chơi lâu đó, thì cái đó mình không nói rồi, khi mà mình mới chơi á mình mà đưa quắn cây trực tiếp như thế này nè, lúc mà mình tháo ra đi thì anh em sẽ thấy tháo ra mới biết chơi tháo ra nhiều vấn đề lắm. Một là tháo nhẹ tay nhẹ 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 gãy nhánh là thứ nhất nè đó, còn cái thứ hai là anh em biết gì không, thứ nhất là gãy nhánh nè đó, cái thứ hai là nó bóp vô da bóp cái anh em nhót ruột này nọ nữa, nói chung là nhiều vấn đề để lo lắm mới biết chơi á. Gà cứ lo không biết nó có bị gì không, cứ ngắm hoài giết mệt luôn á. Còn khi bắn bằng keo là đâu có bị gì đâu nè anh em thấy không, mình bẻ nè, khi mà anh em nói chung á thì mình đưa cong dây vô làm sao á cho nó đủ lực để nó bẻ cái cây nha anh em, chứ đừng để cái cây nó nặng, cong dây phải nặng hơn cái cây nha anh em, còn mình bẻ nó đi theo cong dây á. Còn khi mà anh em để một cái cây mà lực hơn cong dây làm bẻ nó không bị đâu hết á, tại cái nhánh này lỡ mình đưa cọng này nó dư từ dưới đây đưa lên nè, nên mình thôi mình lấy luôn cái nhánh này, đưa cọng dây nhỏ cho nó đỡ tốn dây nhôm, như mình để đại ở đây luôn nữa thì mình tháo ra mình vẫn uống cho cây nhỏ hơn, tại vườn mai mình còn nhiều mà nè. Đây xong nè anh em, tiến hành bẻ nha nè, em bẻ thì bẻ anh em bẻ từ từ đây, chủ yếu là cái nhánh này nè đó, nó thiếu nè, nó thiếu bên đây nè, cái này thì mình bẻ qua, tại cái nhánh này nói chung là cái tàn này không có thiếu từ độ, nói chung là rất là đủ luôn á, bẻ cho nhạo luôn anh em đó, ok chưa, đây là bước cơ bản thôi. Còn khi bẻ nhạo á đưa thêm dây nhôm vô nữa, tại vì á mình bẻ nhạo á mình phải bẻ cho dây nhôm nó cứng cho nó nhạo luôn, tại cái chỗ này nó hơi rộng nè, à đây lên đây nó hơi rộng nè, cây này đủ tàn chứ không có thiếu đâu, nói chung cây thiếu tàn thì mình lắp. Lắc đi cho nữa mấy cái nhánh này nè, đâm đường nào cũng đâm vô mấy nhánh đường trong đây nè, đâm ra nó sẽ dày tàn lè. Còn cái nhánh bên đây nè có thể là anh em, còn cái nhánh này nó cái nhánh nào bắn xuống á, một là anh em vô dây cho nó lên, hai là cắt bỏ luôn đi cho nó ra được nhánh trên đây. Còn hai nhánh này nếu anh em lấy dây muốn bẻ cho đẹp thì lấy dây bẻ qua bẻ lại cho lắc qua lắc lại á cho đẹp, còn nếu anh em không thích thì thôi thì để lại luôn không sao nè,
bắt hết trơn rồi đó. Tiếp tục còn nhánh này nè, bên đây thì cho nó qua đây thì nhánh này cho nó qua đây. Bẻ là cái này theo mình nghĩ là theo cái kiểu tứ diện luôn nha nè, đều luôn đó. Ở đây anh em thấy không, nó hở chỗ này nè, anh em quấn cho chặt đi luôn. Tại nếu mình đây anh em để hở á, thời gian sau nó chậm đi theo cái dáng của mình bẻ lắm. Do nãy giờ mưa hoài á nên mới vừa làm xíu, mưa nên clip mình quay không có được luôn á. Không, bây giờ chắc mình quay cái clip này theo mình nghĩ là quay chắc được rồi đó. Còn mấy nhánh cho này nè, cái nhánh này thì nó anh em thấy không, hiện tại nè bự nhỏ, nó không đều nè. Tại nhánh này ra sao khi phân thuốc đi đầy đủ là nó nhánh ra theo cái chỗ nào trống trống nó ra đó, hoặc là mình tác động vô nó. Trước đầu tiên là nói chung là mình tập trung về cái đế trước nha anh em, đế về thân mà đáng lý ra thì những cái cọng dây này mình bẻ dài nhỏ thôi, nhưng mà vấn đề á cọng dây nhỏ mình bỏ bên kia, khi mà mình đi kiếm thì nó lâu lắm nên thôi cài lấy dây bự luôn đi không sao. Còn cái nhánh này với nhánh bên đây á, hồi lấy băng keo quấn lại. Nhánh này anh em nè, cho anh em coi nè, nó bị nấm hồng hay nặng nha anh em. Nó mình nó có cái đầu như thế này nè, với phần thuốc mình đưa là nó vượt qua luôn, nó sống luôn nè. Nó bây giờ nó đang tốt nè, nói chung là cây này nãy nó tùm vậy đó. Mình cắt bỏ mấy cái nhánh con ở trong á, nhánh đất đó, nên bây giờ nó đã nói chung là dày tàn đó. Còn cái nhánh nhỏ nhỏ nói chung là không cần quấn thao dây đâu. Tại vườn mình thì không phải một hai cây, khi mà anh em có một hai cây á, anh em để chê này nọ quấn hết nha anh em, bẻ cho nó đẹp luôn. Tại mỗi lần đưa vô dây ra đẹp đó. Còn mình còn nuôi nữa nên mình cũng chưa cần thiết đây rồi, là phải đủ đẹp nữa. Nếu mà khi mà mình giao lưu với anh em về á thì em có cần mình vô dây á thì mình sẽ vô dây hoàn thành chăm chăm, còn nếu ở đây mình nuôi á thì mình không vô dây chăm chăm đâu, để dành nuôi cây khác. Đây, mưa quấn chặt cái nó thì lỏng băng keo à. Nhất là mấy cái bước này nè, này băng keo hay lỏng cái này nó, mình đang làm cái vấn đề cho nó bị chóc da cây, thì khi mà chóc da cây anh em sẽ xử lý như sau nè. Nói chung là chóc về mấy cái da cây nè, không sao cho hết nha anh em. Nè, vấn đề chóc da cây như thế này nè, ở đây có con thang nè, cho anh em xem nè, chóc da như thế này nè và như thế này nè, không sao hết á. Nè, mình sẽ che nó lắp lại, nè che lắp nó lại đi, không sao hết. Mình lấy con keo quấn lại, khi mà đóng băng keo á, không có mưa, nước mưa nó không có dính gì vô, thời gian sau cây nó lớn á là nó mất luôn à, nó không có còn cái dấu thẹo luôn nữa, nó và nó sẽ u ra một cục như xù đó nha anh em. U ra cục lại nó lớn ra, nó đành nó còn cái sẹo á. Này cái mai này dễ nè, ngồi mình đi mình dặm lên chắc banh luôn á. Này làm sao mà buộc cho cái nhánh á nó khít vô cọng dây anh em, bẻ cho dễ. Anh em mình để cho thưa thưa quá bẻ là không có theo cái dáng, sau này tháo ra nó cũng xấu quá à. Cứ đứng cứ đờ nhìn thấy gớm lắm. Cây nhánh như này mình bẻ đây cũng được rồi, tập trung bẻ bên đây xong đi rồi quấn hết bên đây đi rồi ha, mình đã tính cái đường bên kia. Nói chung là băng keo này thì an toàn đó, thì thường anh em cũng biết tới vườn mình cũng biết là xài cái nào để an toàn, mà phân thì mình xài hữu cơ không là quá an toàn này, dây còn vô dây thì mình xài băng keo. Nói chung là cách nào cũng an toàn hết nha anh em, cho cây nó không có bị si luôn á, tập trung lớn nó phát triển lớn luôn á. Còn khi mà anh em đưa vô dây á, nói chung là đưa thẳng vô dây là mất xích. Còn anh em chơi lâu năm, nói chung là anh em mới biết chơi mình đó, đưa vô nó dễ mất xích lắm. Còn anh em chơi lâu năm thì cái đó thì anh em tháo hay lắm, còn không phải như mình đâu. Anh em mình thì mới biết chơi đó, anh em mình tháo mà hậu hổ tài là banh đó. Anh em thấy nè, anh em mới mua cây kéo ngày đầu tiên nè anh em, không mà con chung nè, mới mua cây kéo ngày đầu tiên mà anh em thấy nè, nhấp đường cái tét tay mở hàng rồi đó, chán thiệt, kéo nó bén ghê vậy đó. Như cây kéo cũ của mình nè, nhấp cái nó dính lỗ luôn mày, chứ không phải đưa như vậy đâu. Cây mai này thì nói chung là nó hồi nãy tàn nó đẹp, nếu mà mình giao lưu là với anh em là cũng giao lưu được rồi đó. Lá nó, lá non nói chung là cái lá non ra cực kỳ á, đây mình đang bo đọt hết luôn rồi nè,
lật lá hết luôn nè, nên mất tiêu lá non hết lên anh em. Tại mình khi mình sửa, mình sửa là không phải là tự dưng mình lật lá đâu, mình sửa chứ, mình sửa xong mình lật lá mình dễ sửa, còn em để lá thì nói chung là khó sửa, có quấn dây trực tiếp vô thì dễ được thiệt đó. Mẹ nó nằm ra này, nó mẹ sao cho vàng tay nè, nữa nè cho nó bắn cái này, nó bắn qua bắn lại nè, con này cho bắn ra nè. Ở đây nè anh em thấy không, khi mà cây nó đủ sung á mấy cái nấm hồng nè nó vượt qua luôn, còn khi mà cây nó không đủ sung á là nó hư, nói chung là nó chết nhánh luôn á, do nấm hồng anh em thấy không. Đây cái này có nhánh này nè, mẻ qua đây. Nói chung cây này thì đáng lý mình cắt bớt luôn thôi, chơi cho nó dậy tàn đi, mấy nhánh chỗ này làm cắt bớt đó thôi, chỗ nào dậy được thì cho nó dậy luôn, càng dậy càng tốt. Nói chung bằng cây mình nó cũng không được đẹp tay nha anh em, tại một mưa nè, nè phải cho nhạo hết đi, cho nó đắp luôn kính luôn nè. Còn mấy nhánh này bẻ thẳng ra tại mấy chỗ này á, nếu mình bẻ nhạo xuống thì này lắp xuống mất công thì xấu cây, bẻ nó vừa thôi. Cây này thì nói chung là về cơ bản thì chắc cũng hoàn thành lại, sắp hoàn thành này, tại nãy hai nhánh dưới đây mình nói chung là hai nhánh bự dưới đây thì nó khó bẻ, mấy khó bẻ nè, còn cái nhánh dưới đây nói chung quá dễ rồi. Còn hai nè anh em, hai nhánh này chắc mình bỏ nè, tại nó bắn thẳng ra, bỏ đại đi. Cái này mình sửa sơ thôi anh em, còn á một thời gian á mình đi tới luôn á mình sẽ bẻ nữa, nói chung là bẻ không có bẻ cái một như sửa rễ thôi, lâu lâu khi thấy ngứa tay bẻ nữa. Anh em bẻ cặp dây vô như nè, cặp từ từ thôi. Đầu tiên là mình bẻ, mình buộc cái khúc ở đây trước nha anh em. Đó. Bẻ sao cột cái khúc ở đây cho nó cứng, khúc ở đây chứ từ trong vô cũng được, mà từ trong bẻ vô thì nó dễ mớp da. Nãy mình có làm thử cho anh em coi á. Nói chung thì mớp da hay không cũng không sao, nhưng mà nó mớp thì nó hơi xí xíu thôi. Mình lấy cái này mình che lại thì cũng không, cũng bình thường thôi, như cây của mày. Bồ đế nôm khủng đầu tiên của mình đó. Mình đã làm sửa tàn rồi, giờ tàn chuẩn bị bo tàn nữa nè. Bây đi thuốc, mình đi mà thuốc này nọ đi hút cơ này nó an toàn ấy, nó lớn nhanh á. Nói chung là nhìn nó khác biệt liền chứ. Khác biệt rất là nhiều anh em, rất lớn. Mình nói chung phải mình bỏ đã hơn một năm rồi, phải mình mà chăm lại từ đầu là những cây này bây giờ chắc cầm tay hết rồi, như những cái cây mà mình như những cây mà lớn mà ở đất tốt á. Anh em coi những cái cây mà ở bên đất tốt nó bự, giờ này có cây cầm tay cây bự hơn nữa. Hai năm mấy á. Những cây mà nước no đầy đủ á, nước no đầy đủ thôi chứ không tính về phân nữa. Trước đây không có rẫm để tưới nữa. Lạp suốt. Anh em bẻ như thế này nè, nếu mình bẻ thì ẩu ẩu là gãy nhánh bên đây liền. Mà gãy nhánh bên đây thì có nhánh ở trên lắp xuống nó cũng không sao, nhưng á mình làm cho nó dày đi, càng dày càng tốt nha nè. Tại khúc ở dưới nó đã thừa rồi. Khúc đáng lý ở trên mình nó thừa cũng nó mới đúng cho nó việc ấy ở dưới. Nhưng cây này còn nhỏ, nếu muốn bỏ thì anh em sau này lớn nó bỏ. Năm sau là để năm sau cho tàn hơi dạng xíu cho nó đẹp xíu. Mình thì nói chung là mình thích chơi mai green hơn là mai ghép. Nó thẳng ra là mình ghép về tay ngày ghép mình yếu thì lại sống rất thấp á. Vì mình cũng không phái nữa. Nhưng mà cái cây mai ghép thì mình cũng không phái trăm anh em ơi. Tại green chơi green luôn cho nó ngon. Cây zin thì giá trị nuôi càng lâu thì nó, nói chung cây zin thì thấy mình thấy hình như nó lớn nhanh hơn cây ghép hay sao, lớn nhanh hay không thì cái đó mình không biết nha. Tại mình thấy á, tại mình có nuôi mấy cây mai zin trong chậu trồng chơi đó, cái đó cũng mua được mấy cây này nè, mình cũng chăm như nhau thôi, bỏ thì bỏ như nhau, chăm cũng chăm như nhau. Nhưng mà những cây này trong chậu á thì nó sẽ tốt hơn những cây kia, nó mau lớn hơn. Còn những cây ghép thì qua đẹp hơn là vậy đó. Nhưng những kiếm những cây đó cây zin thì nó giá trị nó cao quá, mua không nổi. Lúc xưa mới chơi mà. Nè, hai cái này, nhánh này là nữa mình bỏ đại nha anh em. Nè, ví dụ như cái nhánh này nó bị nấm hồng nè. Nè, cho anh em xem nè. Hiện tại nó đang vượt qua rồi nha anh em. Này nói chung này anh em nó sụ nhưng thực chất không phải sụ đâu. Nó nứt da nó lớn á. Anh em thấy mấy cái nắp không? Nứt da lớn ghê không? Chết sụ đâu mà sụ. Khi mình đưa phân thuốc mà vô cho nó ăn đầy đủ á. Lớn nhanh như thổi đó. Nó lớn lớn mà tới mức nứt già thì nó kiểu đó anh em biết lớn cỡ nào đó. Nói chung là anh em thích mà ở cái giường mình là anh em thích là về cái sữa rẻ nhất. Bởi vì nên thường là mình sẽ từ đây là anh em thấy không? Tét này. Tét này thì mình lấy băng keo quấn lại. Không sao hết.
Tại mình đã sửa cái cây mai bự mình ăn trước luôn rồi. Tát hoài vậy đó. Bẻ mà. Mấy cái này ngon mà. Sao tránh được tình trạng đó được. Cái này qua đây à. Cái này nữa mình để tự nhiên luôn. Không cần thiết phải bẻ nhạo bẻ lắc gì chứ. Cái này nãy mình quên chụp hình tại clip ở trước nãy mình cũng xóa hết trơn rồi. Tại ghép không được. Điện thoại mình thì cái dung lượng nó ít đó. Ghép vô thì nó nói chung là không nổi. Nên mình chắc không ghép được anh em ơi. Mình sẽ để cho clip này. Cây này hôm trước là mình có giao lưu cũng có nhiều người cũng thích nè, nhưng do dịch. Anh em đợi tới vườn á, nhưng qua dịch thì chắc gì mình còn ở vườn để mình sửa mài nữa. Qua dịch thì mình sẽ đúng 10 ngày mình tưới một lần thuốc và một tháng mình sẽ gãi phân một lần. Còn giao lưu thì cái đó thì khi mà mình rảnh mình mới giao lưu anh em được. Còn hiện tại đang chưa đi tỉnh được nè. Tại em đi làm thì mình không có đi làm tỉnh khác á. Mình cũng ít ở vườn mình chăm. Nên vấn đề đó thì quý vị anh em thông cảm. Cái đó mình nói với anh em là sẵn dẫn ra clip bình thường nha anh em. Ở đây không được thì mình đam mê mà, nói chung là đam mê mà. Chú khác làm thì cũng đem mai hay một vài cây để mình chơi chứ dễ gì mình đem vài cây đâm quyết như mấy cây ghép này nọ nè, đi theo chơi sửa sửa đồ chơi. Còn những cái này thì để đây cũng cuối tuần cũng về đây để chăm và làm clip với anh em chơi. Nói chung là từ khi mà mình làm cái kênh này á là mình thẳng là có nhiều động lực đi làm chứ lắm nghe lắm nghe anh em. Ngày nào cũng làm và những cái vấn đề mình em thắc mắc thì mình cũng làm clip về cho anh, làm clip cho anh em hướng dẫn anh em này nọ. Khi mà anh em thắc mắc mà anh em không hiểu á, mình cũng có hướng dẫn anh em rồi cách bón phân thuốc sao cho cây nhanh lớn thì mình cũng có hướng dẫn anh em luôn. Nên anh em cũng có nhiều anh em cũng yêu mến kênh. Mình thì mình ở Cần Thơ nha anh em. Kênh thì nói chung là mình sau này không biết mình còn muốn có đổi tên kênh không, chứ trước giờ là mình đổi cái kênh mình đổi tới mà vàng hữu nghị là hình như là thứ ba thứ tư rồi. Chắc mình đẩy kênh này luôn quá anh em, đại đổi hoài sau này anh em sẽ kiện tìm không ra. Tại cái vấn đề á mình không biết đặt cái nào cho riêng biệt mình á, thì mình trồng mai vàng thì để mai vàng thôi. Mà thấy mai vàng thì thấy nhiều anh em cũng để rồi, nhưng thôi lỡ rồi để đây luôn cho sau này anh em dễ kiếm. Cái nhánh này á, nếu mình bẻ hai nhánh này á thì công chay này sẽ dễ quật gai quật vô nó làm chạy gian anh em. Tại vì á cái vườn của mình á nói chung là đẹp thì đẹp thiệt, mê thì mê thiệt á, nhưng mà nếu mà mình không giao lưu á thì mình không nuôi được nhiều cây đẹp hơn nữa. Tại bây giờ nó đẹp như vậy, nói chung là như này nó như 14 tuổi đi, nó mới vừa thôi, chỗ mã chưa đẹp. Nhưng định anh em mà đợi nó đủ tuổi, nó đủ 18 tuổi đi, anh em sẽ thấy, người lại sẽ thấy. Còn những cây hiện tại thì mình chăm thì nói chung là mình chăm như thế này là lớn nhanh. Thứ nhất là lớn nhanh nè, chăm mà lớn nhanh. Cái kiểu thứ hai á, đế nó sẽ đẹp anh em. Tại thế hiện tại là rất là đẹp rồi, sau này mình sửa thêm nước nữa. Nói chung là mỗi lần mình bứng là mình sửa, mỗi lần mình bứng sửa cho cây bi sau này nó có bi nhiều đi chăng nữa mình vẫn sửa nha nè, chứ không có bao giờ bỏ sửa. Nói chung là ăn sâu vô máu, mà trừ khi mình bận cực bận thôi. Để cho nhạo hết đi. Tại trên này nó dư tàn nè, à hai tàn này không, nó làm xéo xéo nè. Anh em không xử lý sau này á nó ra kiểu tàn không á. Kế bên nãy giờ mình không thấy, không để ý chứ kế bên luôn, nói chuyện với nàng quên, không gian nhỏ thôi. Mới mua cây kéo về thì mình nói chung mấy này khoái bấm lắm, bo tàn hết luôn dàn mai luôn em, mà nói chung là bo hết 80% rồi đó, trừ những cây mình chuẩn bị vô dây nha anh em. Chắc mai mốt mua thêm chừng 3 ký 4-5 ký nữa, mua từ từ thôi. À, nhánh này nãy là mình lỡ tay mình đụng gãy nè, nhưng không sao, mình cứ anh em cứ để nó đi tại trên đầu. Nếu mình cây những cái nhánh khác mình bo là mình cũng bo sát cái đó hả. Này hiện tại là trời mới mưa xong nên quấn cái kiểu, nói chung là quấn bằng keo kiểu khó chịu lắm, không có dính, quấn hết keo, quấn hết keo,
cũng quấn nhiều vòng cũng không sao, nói chung là không đẹp như kiểu kia đi, nhưng cần gì đẹp đâu, chú ý là sau này cái tạng đi theo ý mình là ok rồi. Cái kiểu này là do anh của mình là chỉ mình, anh mình cũng ở anh mình thì gì, nói chung là anh mình truyền cảm hứng cho mình chơi. Cho nói chung thì trước đây là mình gặp cái mấy môn này, nó thẳng ra lúc mà mình chưa chơi á, chưa biết tới mai này nè, chồng ở trước đài thôi chứ kêu mình ra mà nhấp nhấp cái lá là rồi chán của mình á. Tết lật có bao giờ mình lật nổi cây mai đâu, lật tầm cái nhánh là thấy quả cho mình là nghỉ rồi. Mà từ khi mới tới mình xuống vườn anh mình á, thấy cái lúc mà ra ngoài vườn cái gặp nó tính ra nó nhỏ hơn mình tuổi này, nó dài anh á, gặp nó cứ lâu lâu mà mình dắt nó lúc với nó thì nói chung là mình đi nghĩa vụ về, lâu lâu về phép được ngày chúng nó chơi, nó rủ nó đi cà phê cà pháo này nọ đồ, nó ra vườn nó ôm cây mai nó cứ sửa 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 gãy hoài đó, nói chung là chán lắm. Vô cứ rủ đi chơi gặp sửa mai, cái từ khi mà mình thấy cái mình nói chung là đam mê mai luôn á, thấy nhiều người chơi mai cái thấy đam mê, cái tự nhiên là nói chung là ngày nào cũng sửa mai miết, sửa con cây sửa 2-3 tiếng đồng hồ cũng ôm mà sửa nữa, cái bây giờ mới ngẫm lại mới thấy tại cái đó là cái đam mê không có bỏ được. Bây giờ là mình nói chung là mình cũng ghiền như nó vậy đó, mai mà gặp mấy à xấu xấu là không chịu là sửa liền, không có để nữa, thà là xấu thì mình bỏ chứ đừng có xấu mà anh em không sửa, chừa 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 tiếc tiếc nữa chơi hở. Có thường có nhiều anh em mình thấy là thôi cây mai này qua đẹp này nọ, thôi đế không đẹp thôi mình chơi mai tàn, trời ơi nhức đế như thân mà anh em, thường có nhiều người nói á nhức đế như thân tam cành tứ nụ, mà cái nụ là cái cuối cùng mà cái đế nó không đẹp thì cái nụ đẹp thì mình thấy cũng có nhiều anh em thì chưa biết chơi về đế á, anh em sẽ thích nụ còn một thời gian sau á khi người này người kia nói tài ơi cái mai đế đẹp hơn đế chơi về đế, anh em khác mình nhiều người chơi về đế á thì anh em bắt đầu đâm ra chán liền, có thể dục bỏ luôn á. Mình thì trước đây mình cũng có mấy cây, nói chung là hồi xưa mà từ khi mình sửa đế nó cũng đẹp đẹp vậy, bây giờ nó cũng đẹp đẹp vậy, có mấy cây mà ghim á cũng mua được lượt này nè. Trước đây nói chung là nó qua đẹp đó, nhưng cái tàn nó xấu, nó qua đẹp tàn đẹp nhưng đế nó xấu. Mình tính đã chơi qua mình thấy đẹp từ khi mà chơi với mấy ông anh này nè, đế gì thân gì nọ đó nè, cái tàn không thích nữa, qua cũng không thích nữa, kiếm cách là sửa sửa cho thiệt là nhiều, sửa nào nó đẹp thôi, không không đẹp là nói với nó là không đẹp là dục, nhưng sửa nhiều lần á lại thả trong chậu nhiều nhiều thì nói chung là sửa trong chậu mà anh em một chịu kích rễ nọ rễ nó ra khủng khiếp lắm. Những cây mình nói chung là thả chậu thay chậu hoài luôn, mỗi lần thay mà là mỗi lần vũ sửa, lúc đó thì mình không có xài kích rễ thì lại chết cao lắm anh em ơi. Còn bây giờ mình xài tới lại mình xài kích rễ này, nói chung là nó sẽ lâu ra tàn này nọ thôi chứ không có chết rễ nè. Này cái chỗ này là cái chỗ cái đọt mình cắt nè, bây giờ đâm hai đọt nè, mình cắt hết đọt bỏ rồi nó còn một, nó cái này là hầu như là mình sắp hoàn thành rồi đó, và khi mình hoàn thành mình cho anh em xem lại tổng thể một cái. Nói chung là khi mà mình làm cái clip này nè, khi mà chưa có gì á nhiều người thấy mình nói chuyện nè như ta nói mình như khùng vậy đó, cứ tự nhiên ôm cái điện thoại nói chuyện đền vậy đó, tự nhiên giới thiệu ở anh em còn mà xung quanh không có ai, chứ có người quay với người có nên mình nói chuyện à, mà người quay thì ta cầm cái điện thoại ta quay nhưng mà ta không nói chuyện, quay người này nói mình làm chuyện là tào lao làm láp này nọ không à, nhưng đó, thực chất á mình muốn là truyền cảm hứng cho anh em chơi như cái kiểu như mình hồi xưa thì nói chung là những người mà chưa biết chơi á, mình lúc mình chưa biết chơi cũng mình cũng nói với anh em, nói chung là mình như anh em thôi, như những người chú người bác mình thôi, thì nói tài hôm ngày tối ngày tào lao cứ ra uống cây này nọ ra sữa rễ, chứ rễ có đâu sữa để đại đi để từ từ nó lớn chứ có đâu nó, chứ cái cây mà rễ nhiều nó cũng rễ ít thì nó cũng lớn à, lúc trước là mình cũng nói vậy đó, cái suy nghĩ đó của mình luôn á. Tại nói chung là lúc mình chưa biết chơi, tại cái người mà đam mê nó khác, còn bây giờ khi biết chơi rồi á, khi mà nói chung là người ta khi mà ta chịu đam mê cái cây á, ta cũng sẽ thay đổi suy nghĩ liền, và mình cũng mới biết chơi đây mình sẽ truyền cảm hứng cho từ từ thôi, từ từ cũng tới ha.
không sớm thì muộn thì mấy chú đấy cũng sẽ đam mê như mình, cái xung quanh mình trồng mà. Hiện tại nói chung là giá trị ở đây vườn mai mình, nói chung là ở vườn mình không ai biết, nhưng anh em cây giá bao nhiêu thì chủ yếu là anh em cứ nhắn tin mình và inbox mình thôi, mình sẽ báo giá trên tin nhắn thôi, và mình sẽ không có, nói chung là rất là ít như báo giá trực tiếp cho anh em. Và nói anh em lại vườn cũng có, nếu mà anh em lại lại vườn á, có gì anh em cũng thông cảm cho mình, tại nếu mà mình báo giá trực tiếp á thì nói chung là nguy hiểm cho vườn mai của mình á, nên anh em có gì thì cũng thông cảm cho mình nha anh em. Không sao, mình còn nhỏ mà, nói chung chơi mai mà này, chơi mai mà hàng rào chưa chắc chưa hàng xây hàng rào nổi nữa đó, xây hàng rào cũng kém nhiều lắm. Này hai nhánh bỏ nhánh đi, một cái độc bớt rồi. Tới đây là hầu như là cơ bản là nó đã xong nha nè. Cái nhánh này á, có thể này muốn sửa hoặc là không sửa, còn hai nhánh này nè chưa dây luôn. Tại hồi nãy là đáng lý ra là không có cọng dây, mình tưởng đâu không có cọng dây nhỏ này, này quá cục rồi. Tưởng không có cọng dây nhỏ này nên mình không vô dây, còn bây giờ có dây nhỏ nè, đó luôn. Tôi cũng đưa cọng dây bự vô buộc, nói chung là buộc bẻ nặng tay thôi chứ không gì đó. Đưa dây nhỏ thì bẻ nhẹ tay hơn. Này cái này, đưa cái này hai cái này. Em buộc giữa trước. Nói chung là hai nhánh như thế này buộc giữa đó nó sẽ nhẹ tay hơn, bẻ nhẹ qua. Chứ đưa bẻ từng nhánh bẻ lên cũng vậy hả? Bẻ này đi dễ hơn. Thì sau này mình sẽ tập trung về rễ. Mình nói chung là anh em có cần thiết mà thắc mắc ở cái đoạn rễ chỗ nào á thì anh em cứ inbox mình, khi mà mình đủ rảnh mình sẽ làm cho anh em, còn không thì mình sẽ làm những clip giao lưu tiếp theo cho anh em bư những cái mai. Còn cái này thì đế, thì nói chung là đế đẹp, đế bàn. Còn nơm thì sau này anh có giao lưu đó, anh em muốn nơm thì anh em đem về anh em bứng cái bầu đó, chứ cần anh em bẻ cái nơm xuống là ok. Còn nếu anh em muốn bàn thì anh em để lại luôn. Chắc mình mua mưa mà thôi, chung nói chung là mưa mình cũng không sao, xíu mình sẽ bư gãy xương qua cho anh em xem. Cây này thì nói chung là mình có để một hình ở cái clip trước rồi, mình có quay cái đế của cây này rồi, nhưng mà chưa sửa tàn, lúc đó thì cái tàn nó còn tùm lum vậy đó. Còn bây giờ thì mình tiến hành lặt lá hết, sửa nghe anh em. Nói chung là lúc mà mình sửa vô dây thì thấy anh em thấy không, nó khác với cái lúc mà mình chưa sửa liền, nó xấu hơn. Nãy ta lá kín mít giờ đưa vô không còn cái lá nữa. Nhưng khi mà mình cắt những cái đọt như thế này nè, cắt một nhánh thì ra ba bốn nhánh, từ từ cái tàn sẽ dày hơn, là hòa lực hơn. Nói chung là tập trung nuôi cái thân nhiều hơn. Lá này chuẩn bị nó đâm một đợt lá non cực khủng nè, tại đậm cái viên nè anh em, mới gãy hai hôm trước nè. Đây nè anh em xem nè, nè khi mà nó ra mưa nè, anh em bắp nhẹ nè, nó tàn hết luôn không, nó bể nè. Khi mà bể như này nè, mưa xuống nó sẽ tàn hết, còn khi những hạt đó nó sẽ tàn từ từ, nó tàn tầm 20 ngày mới hết. Còn nếu mà mưa lớn, ngày nào cũng có mưa bão á, thì em nghĩ tầm 15 ngày sẽ hết. Thì cây thì kiểu đó thì anh em nghĩ đi, mưa mà kiểu đó thì cái cây này nó lớn chịu gì nổi. Anh em thấy không, xung quanh nè đọt non ra nè, khủng luôn. Cây này bị nấm hồng nặng luôn nè, nhưng anh em thấy đọt non không, ra cái kiểu khủng khiếp luôn á. Cây đó mềm xử lý quá, tại giờ này cũng tối rồi. Nó không phải giờ này cũng chiều chứ, tại mưa chỉ mưa nè, nên trời hay tối á, nên mắt mình sẽ bẻ lên hai nhánh này. Sửa, nói chung sửa cái mai thì cũng hơi lâu quá, bẻ ngạo hết nha nè. Tại nhánh này nhỏ, nói chung là nhỏ thì dễ bẻ. Cái này bẻ gục xuống, tại đây nó có cái nhánh này bẻ gục xuống đi, ngạo xuống đi, lắp qua cái này. Này thì lắp hơi xéo lên đây, còn này lắp hơi xéo xuống. Tại khúc trên đây nè, tại khúc cái khúc này nè anh em, nó hơi trống nè. Nói chung là chống cái nhánh bên đây, nó ra bên đây thì đẹp, nhưng ra bên đây cũng không sao, từ từ nó bự mà. Đó, anh em phải cứ bẻ lắc qua, càng xếp càng tốt hả? Ok. Cây này thiếu tàn nè. Nó thiếu quá, nói chung là cây này thiếu một nhánh, còn cây thiếu hai nhánh thì mình sẽ xử lý ra sao thì anh em hẹn ở nhiều ở những cái clip tiếp theo đây. Mình sẽ làm thiếu hai nhánh, mình sẽ tính ra sao. Có thể mình cắt bỏ luôn và nuôi lại, và có thể là mình sẽ sửa tùy theo cây nha anh em. Đó, đây mình về cơ bản cái đây nè. Sửa xương về lại một cái thôi. Còn những cái cọng dây khi mà mình bẻ xong như thế này anh em, bẻ mặt vô đi, khi nữa mình tháo gần bẻ ra cho anh em đừng có để mà nó không, hoặc là anh em cắt bỏ thì nó phí dây đó. Tại anh em để gì nè, nữa anh em có đi tứ mai này nọ đó, hoặc đi gãy phân đi xịt thuốc này nọ,
nó trúng một cái ha, nó trúng một cái là nó kéo luôn cái rễ theo luôn đó. Cái này thấy không, nó dư thì bẻ cong vô, mình phải cho nó ra ngoài, bẻ cái cong cái những cái này, bẻ cái dây thân anh em bẻ nha. Đó. Còn cái này thì nó dại nằm ở trên đây cũng không sao, à cũng không động địa đến nó đâu. Rồi anh em coi xương vậy nè, nó em thấy ok chưa, nó khác lúc ban đầu không, ban đầu thì thiếu nhánh bên đây, rồi giờ mình đưa ra kích luôn nè, dày tàn là kính luôn nè, nãy thì tàn nó đi theo cái kiểu nào theo kiểu lắc qua lắc lại kiểu xấu quá hả, nhưng bây giờ đưa vô nè, nó đẹp rồi. Nhánh thì để đại đi, cái này nó nhỏ quá không cần thiết, nó nhỏ quá thì anh em sẽ tiến hành là cắt nhẹ cái nha anh em. Rồi còn cái đế này thì anh em có thấy ở clip trước là nói chung là đế này rất là đẹp, nói chung là rất là đẹp luôn á, tầm khoảng mười mấy cọng rễ, mình đi bàn xung quanh rễ rất đều là hòa lực. Còn cây này thì nhỏ hơn chỗ cái mình xíu, nó mà nó đang lớn mình nứt cái kiểu nứt da luôn nè anh em, cầm theo chỗ nè nó kéo nứt da luôn nè, da dần dạng nứt trơn luôn nè, nứt tới kiểu này nè anh em thấy lớn khủng khiếp không. Rồi đi theo vào cái mình, nói chung là ra kiểu vào cái mình thì nói thẳng ra là nó không bao lâu đâu. Thôi cho anh em xem xương vậy này rồi thì mình sẽ kết thúc clip nha anh em. Và wow, khoan phút cuối á thì mình sẽ xử lý lại các bạn thêm cái nữa, bo ngắn vô vào nữa. Còn hai cái nhánh này thì hai nhánh này mời mình sẽ vô dây cái hơi clip sau mình sẽ quay lại thợ vườn giới thiệu qua cho anh em xem. Trước mắt là cây này như thế này là rất là đẹp nha anh em, ok chưa. Rồi thì clip mình cũng tới đây thôi nha anh em, hẹn anh em ở clip sau, tạm biệt anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe, tạm biệt anh em.